Xin kính chào các bạn. Vì hiện tại mình đang có chiếc điện thoại của sếp Tùng, đây chính là Oppo Neo 9. Tuy nhiên thì về thị trường Việt Nam chúng ta cũng được gọi theo tên quốc tế là A37. Năm nay thì Oppo định hướng lại cách gọi tên, các bạn gọi là Neo 9 cũng được. Và điểm nhấn thiết bị này là về khả năng selfie cũng như hỗ trợ công nghệ mạng 4G LTE. 18 thì nó bắt đầu chính thức được bán ra và mình xin được mở hộp chiếc máy này. Phiên bản chính hãng ở thị trường Việt Nam chúng ta bán ra với màu vàng. Đây là một trong những màu rất được ưa chuộng. Đây là chiếc Oppo Neo 9 hoặc gọi là Oppo A37, các bạn tìm Google sẽ ra. Chúng ta sẽ xem trong hộp bao gồm những phụ kiện gì. Nhà sản xuất Oppo thì thường tặng rất nhiều quà. Đây là que chọc SIM, như vậy máy sẽ được làm nguyên khối, xác nhận sử dụng, và chúng ta còn có cả bao cao su để bảo vệ cho sếp nữa. Đây mọi người có cục sạc không thể thiếu, các kết nối micro USB và cuối cùng là một cái tai nghe. Tai nghe làm khá lạ, trông đẹp hơn so với những tai nghe trước đây của Oppo ở dòng giá rẻ. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chiếc điện thoại này. Thì đầu tiên mình sẽ tháo bao cao su ra, ở bên cạnh mình thì an toàn lắm, không cần phải bảo vệ. Ta sẽ thấy là mặt lưng của máy được hoàn thiện khá là liền mạch, chỉ có một đường kẻ trên và dưới chứ không phải là dải màu trắng trông khó chịu. Nó gần giống như là phiên bản thu gọn của chiếc Oppo F1 Plus. Đây logo của Oppo, camera chính và đèn flash LED. Máy này lưu ý nhìn sơ qua tưởng là kim loại nhưng không, nó làm bằng nhựa các bạn ạ, và nhựa nguyên khối, rất dễ đánh lừa nhiều người tưởng đây là kim loại. Cạnh phải sẽ có khay cắm SIM và khay cắm thẻ nhớ, đặc biệt là Oppo A37 hỗ trợ hai SIM và thẻ nhớ tách rời. Đây là một điểm rất là hay và mình hy vọng sẽ có nhiều nhà sản xuất làm được như này, nhưng mà công nhận là khay SIM dài như vậy sẽ khiến cho cảm giác là đâm nó khá sâu. Đây là phím nguồn. Bên cạnh trái là phím tăng giảm âm lượng và đương nhiên bên dưới sẽ là cổng sạc, loa ngoài và mic thoại được thiết kế cân đối. Vị trí còn lại sẽ là dành cho giắc cắm tai nghe 3.5. Toàn bộ phần thân máy được hoàn thiện khá tốt, trau chuốt nhưng mà làm từ nhựa, vì vậy nên cảm giác cầm thì nó khá là đầm tay. Mình sẽ nói về màn hình hiển thị một chút. Thì chiếc máy này cũng có màn hình kích thước là 5 inch và chúng ta sẽ có độ phân giải HD 720p. Về cơ bản là mình thấy độ phân giải này là đã ok hơn so với con Neo trước là chỉ được màn hình QHD, và chúng ta sẽ có là màn hình cong 2.5D. Vuốt nó sẽ rất là tự nhiên và đã tay, tuy nhiên đã được dán màn hình sẵn, Oppo dán lên cho các bạn rồi, thế ra vuốt nó sẽ bị đau. Các bạn tốt nhất nên bóc cái miếng dán màn hình ra, đem lại trải nghiệm tốt nhất. Ngoài ra nhà sản xuất này đã thay đổi đi cái cách thiết kế các phím bấm. Bạn thấy các phím điều hướng bao gồm đa nhiệm, home và phím back vẫn đặt bên ngoài, nhưng mà icon thì trông rất lạ, không hề giống với sản phẩm Oppo trước đây. Giao diện của nó thì giống con F1 Plus, tức là hơi hướng của iPhone, từ giao diện đa nhiệm này hay giao diện các icon của điện thoại, tin nhắn, cuộc gọi, mọi bộ icon làm hoàn toàn mới. Và theo thông tin mình biết thì sếp sẽ có một bộ icon riêng dành cho chiếc Oppo Neo 9 này. Và hiện tại thì trên máy mình không có, không biết là có phải là sẽ đợi đến cái phiên bản Limited Edition chuyên bán như các Sky không. Nhưng mà cái máy của mình thì sẽ không có bộ theme này, hoặc là chờ tải trên mạng thêm. Bao giờ có thì mình sẽ cập nhật trên Facebook cho anh em theo dõi. Đổi theme qua màu vàng thì trông máy cũng khá sang. Về cấu hình thì Oppo Neo 9 sẽ có được 2GB RAM, như vậy đã cao hơn so với người tiền nhiệm. Và sẽ đi kèm với con chip Snapdragon đó là 410. Do vậy nó sẽ tích hợp với công nghệ mạng 4G. Và như quen thuộc thì Oppo vẫn luôn nhấn mạnh vào camera. Mình đã có thử qua con này từ lúc chưa bán thì mình thấy camera của nó khá ổn trong tầm tiền. Với cái lợi thế của Oppo luôn luôn là cái cách xử lý bằng phần mềm cực kỳ tốt và cũng đem lại rất nhiều chỉ được tùy chọn. Như là chụp ảnh HDR, chúng ta có chế độ ảnh siêu HD, ảnh GIF, phơi sáng kép và chế độ chuyên gia. Ở chế độ này là chúng ta cũng có thể chụp được cả ảnh RAW, một điểm rất là hiếm ở chiếc điện thoại chỉ phân khúc 4 triệu như thế này. Rồi chỉnh được ISO, lens nét, rồi thời gian phơi sáng lên tới 16 giây. Đó vẫn như quen thuộc là điểm mạnh của các dòng sản phẩm Oppo là camera. Và đây là bài mở hộp và chia sẻ nhanh các bạn về cái chiếc Oppo A37. Một chiếc máy điện thoại được bán với theme của Sơn Tùng MTP. Và các bạn có thể biết đừng quên like cho em về. Và mọi người nghĩ sao? Hãy comment chia sẻ bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Sợ các fan đi sinh nhật sếp về ném đá lắm.